Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn VS. Và ngày hôm nay, như đã hứa với các bạn, đó là Sơn đã thực hiện xong một cái bộ video. Đây là một cái bộ video sẽ dành cho những người bạn đang quan tâm về chủ đề kiếm tiền trên mạng, Affiliate Marketing cũng như là Make Money Online. Bộ video này sẽ phù hợp cho các bạn nếu như các bạn đang là người mới bắt đầu với lĩnh vực này, hoặc là bạn đã làm trong lĩnh vực này một thời gian dài rồi nhưng vẫn chưa tạo được cái kết quả đột phá. Cũng như nếu như bạn đang mong muốn rằng bạn có thể update thêm những cái thông tin, những cái kiến thức cho cái bản thân mình để mình có thể bắt đầu từ khối số 0 và tạo được cái thu nhập là 10.000 đô la thu nhập với lĩnh vực Affiliate Marketing và Make Money Online. Sơn đã làm trong lĩnh vực này được khoảng 4 năm rồi và Sơn cũng đã giúp được cho hàng trăm bạn đã tạo được cái mức thu nhập vài chục triệu cho tới hàng trăm triệu thu nhập một tháng với cái lĩnh vực Affiliate Marketing này. Và ngày hôm nay khi mà quay cái video này, Sơn rất là hào hứng và vô cùng cảm thấy phấn khích khi mà Sơn mong muốn Sơn tiếp tục lại truyền đạt và chia sẻ những kiến thức mà Sơn đã làm được thực tế cũng như là Sơn đã đúc kết tạo được thành những cái quy trình, những cái bộ video bài học này để gửi tặng tới cho các bạn. Và để cái chương trình này nó diễn ra một cách tốt đẹp nhất và các bạn sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất ấy, thì Sơn cũng có một vài những cái yêu cầu nhỏ gửi đến cho các bạn. Cái yêu cầu đầu tiên đó là chúng ta hãy tham gia với 100%. Có nghĩa là khi mà các bạn đã quyết định, các bạn bắt đầu nó rồi thì chúng ta hãy hết mình với nó. Chúng ta hãy coi hết những cái video từ đầu đến cuối một cách thực sự nghiêm túc và không có bỏ lỡ một cái phút nào hết. Thì các bạn có cam kết điều này với Sơn không ạ? Bởi vì chỉ khi nào mà các bạn đó chơi với 100% thì các bạn mới có thể về đích được. Giống như một người vận động viên họ chạy trên đường đua với các bạn, bạn hãy tưởng tượng mà xem điều gì sẽ diễn ra nếu như bây giờ họ chỉ chạy khoảng 90% chặng đường thôi, thì liệu rằng họ có nhận được huy chương vàng không ạ? Chắc chắn là không rồi. Mà bắt buộc chúng ta phải đi hết cái quãng đường đó thì chúng ta mới nhận được huy chương, đúng không ạ? Rồi, cái yêu cầu số 2 đó là Sơn cần các bạn đó, hãy ghi chép lại những cái bài học kiến thức thật là đầy đủ, thật là chi tiết. Để làm sao? Nó giống như một cái bí quyết của các bạn vậy đó. Để các bạn có thể là sử dụng nó về lâu, về dài, về sau này. Bởi vì trong suốt những trong chương trình này á, thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn đó về những cái bí quyết để làm sao đó bạn có thể thành công được trong lĩnh vực về Affiliate Marketing đó, cũng như là Make Money Online, kiếm tiền trên mạng. Thì trong cái chương trình này thì nó sẽ có bao gồm những cái nội dung như sau. Đầu tiên Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái tư duy đúng của một người có thể kiếm được tiền trên mạng thành công. Cái điều tiếp theo Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về 6 cái bước để làm sao đó bạn có thể thành công được trong cái lĩnh vực Affiliate Marketing kiếm tiền trên mạng này. Đó, và tiếp theo nữa thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái case study, về những cái bài học thực tế từ những người thấp nhất họ cũng đã kiếm được cái thu nhập là vài chục triệu một tháng, cho đến những người bạn đã thành công được và họ đã kiếm được vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thu nhập với cái lĩnh vực kiếm tiền trên mạng này. Thì Sơn cũng sẽ mời họ và phỏng vấn để có những cái bài học, những cái kinh nghiệm để cho các bạn có thể đúc rút được thành cái kinh nghiệm cá nhân của các bạn. Đó. Thì cái bộ video này thì Sơn nó đánh giá nó là một trong những cái thông tin và những cái tài liệu rất là chi tiết đó, để làm sao đó nếu như các bạn đó mong muốn được rằng các bạn thành công được trong lĩnh vực này đó, thì mong rằng Sơn mong rằng cái điều này nó sẽ gửi tới được cho hàng trăm bạn, không? Và trong khoảng 1 năm tới, 2 năm tới, các bạn có thể gặp lại Sơn ở bên ngoài đời kia. Các bạn nhìn thấy được rằng, trước đây nhờ coi cái bộ video của Sơn thì bạn có được cái ngày hôm nay. Đó, Sơn rất là khao khát điều đó. Và tư duy của Sơn từ trước đến giờ đó là khi mình đã thành công được rồi thì cái việc của mình kiếm tiền, dĩ nhiên đó là việc của mình sẽ ưu tiên rồi. Nhưng cái điều tuyệt vời hơn đó là mình còn giúp được cho nhiều người khác, họ cũng mong muốn họ đạt được cái mức thu nhập giống như mình đã đạt được. Thì đó là cái điều mà Sơn rất là khao khát. Và hơn nữa rằng Sơn luôn luôn có một cái tư duy đó là người Việt mình thì mình cần phải tiến lên. Và người Việt của mình là làm sao đó người Việt giúp đỡ người Việt để cùng nhau phát triển hơn. Thì khi mà mình ra thế giới bên ngoài kia kìa, ra nhiều cái quốc gia khác thì họ hỏi mình đến từ quốc gia nào, thì mình rất tự tin cái việc là mình nói là tao là người Việt Nam, tao đến từ Việt Nam. Đó là một trong những cái điều mà Sơn cảm thấy là mình, đó là cái trách nhiệm đó, một người Việt luôn luôn phải giúp đỡ cái người Việt tiến lên. Và Sơn nó mong rằng các bạn nó sẽ có một cái góc nhìn đầy đủ, rõ ràng và chi tiết nhất trong cái bộ video này đó, và Sơn sẽ gửi gắm tới cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì Sơn xin chúc các bạn gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho các bạn
và cũng như là Sơn PS sẽ luôn luôn đồng hành với các bạn để cùng nhau chúng ta sẽ cùng thành công hơn. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Thì các bạn hãy xem tiếp những cái video trong cái bộ video đó, làm sao đó để các bạn có thể đi từ con số 0 cho tới 10.000 đô la thu nhập với cái kiếm tiền trên mạng và affiliate marketing cũng như là make money online. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.